Thưa quý vị, thưa các bạn, ô nhiễm môi trường từ các chất thải nhựa đã và đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt. Việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường. Nếu không có những hành động quyết liệt, thì những hệ lụy từ rác thải nhựa sẽ gây thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái. Để tăng cường các biện pháp giảm thải chất thải nhựa trong ngành công thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành chỉ thị, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp ngành công thương có trách nhiệm phổ biến thông tin, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tham gia hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, có hành động thiết thực nhằm hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Nghiên cứu, triển khai các sáng kiến giảm thiểu sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải trong đơn vị. Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, vụ đã triển khai xây dựng văn bản quy định hướng dẫn việc kiểm soát, hạn chế chất thải nhựa phát sinh từ hoạt động tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đánh giá hiện trạng sử dụng, phát thải túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, tiến tới việc các cửa hàng, chợ, siêu thị ở các đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Trong những vài năm vừa qua thì các hệ thống bán lẻ đã chú trọng rất là đến cái vấn đề về túi ni lông, những cái sản phẩm thân thiện với môi trường. Ví dụ như là những cái sản phẩm túi ni lông thì sẽ dùng cái túi tự hủy. Tuy nhiên thì đối với các cái chợ truyền thống ấy vẫn còn sử dụng những cái túi ni lông rất là nhiều. Tôi cũng rất mong muốn là các nhà bán lẻ nói chung, rồi người tiêu dùng nói riêng là cũng phải cùng đồng tâm để mà làm thế nào đấy để mình có được những cái sự sử dụng một cách ở cái mức độ mà vừa phải thôi. Nhân đây tôi cũng kêu gọi người tiêu dùng là làm thế nào để mình giảm thiểu bớt những cái lượng túi ni lông đưa ra ngoài môi trường. Với đặc điểm có giá thành sản xuất rẻ và tiện lợi, túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần đã trở thành vật dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt tại các chợ truyền thống. Do vậy, để giảm thiểu các chất thải nhựa ra môi trường, rất cần sự chung tay từ phía các doanh nghiệp và nhà sản xuất, cũng như sự vào cuộc của người tiêu dùng. Để có thể giảm thiểu được cái lượng rác thải nhựa ra ngoài môi trường, thì chúng ta cần phải có huy động được rất nhiều sự tham gia, sự vào cuộc, sự chung tay của tất cả các bên, từ cơ quan quản lý đến các doanh nghiệp, đến người dân và cả các nhà khoa học. Thì đặc biệt là chúng ta cần phải huy động cái sự tham gia của các cái doanh nghiệp, các cái liên minh, các cái nhà bán lẻ như siêu thị, các cái trung tâm thương mại. Thì khi mà những các cái đơn vị cung ứng các cái bao bì này và các cái trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ mà chúng ta cùng tham gia vào, thì chúng ta sẽ vừa giúp được nâng cao nhận thức của người tiêu dùng. Theo đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đến năm 2025 sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này, không chỉ có sự quan tâm của người tiêu dùng mà cần sự chung tay của cả các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, nhà phân phối và đặc biệt là ý thức bảo vệ môi trường của cả cộng đồng.